quay trở lại với Tao Bao TV. Mọi người có nhớ đây là cái gói gì không? Hôm nay anh em mình sẽ làm một gọi là thử thách đi. Không phải thử thách mà vừa là ẩm thực vừa là thử thách. Đây là gói tự sôi hôm nọ anh em mình mua đấy. Hôm nọ anh em mình dùng cái gì nhỉ? Lẩu tự sôi đấy. Là anh em mình đặt cái này để về để chế biến. Hôm nay sẽ nấu không lửa, không khói. Không là cồn. Luộc gà, hấp gà không lửa để xem là nó có chín được không. Tức là mình sẽ dùng cái gói tự sôi này này để hấp con gà này. Nhưng mà trước tiên là phải làm lò cho nó nướng đã. À nướng này không nướng. Xung quanh nướng à, nướng thì phải cần lửa, cái này không cần lửa chỉ cần nước thôi. Nhưng đấy, mà sợ không được đấy, đừng có bóc ra. À để một gói tí để sử dụng chỗ này để đấy con này tránh ra để tao làm bếp lò. Như trong chấm mắc kén hôm nay sẽ mày thích chấm cái gì thì mày chấm ra tránh nhá. Anh bóc có cái này đi. Thành ra để tao làm biết lòng. Bóc làm cái gì? Để nhiều nó mới chất. Chất à? Ừ. Tránh. Con này nó làm ngón lắm này. Làm ngón là sao? Nó thưa ngón này. À ừ nhỉ. Cựa mọc ngược. Con gà này bị dị tật. Dị này. Con này nhá. Nó tận 5 ngón nhá. Cựa mọc ngược nhá. Cựa mọc ngoài này. Nó có mọc ở trong đâu. Thần kê. Phải không? Ui. Chân đẹp tuyệt vời. Chân đẹp tuyệt vời. Quản ngắn đùi không dài. Tưởng quản ngắn nó đùi nó phải dài ý. Chẳng sợ ai. Bỏ đi để tao đào. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ thiết kế một cái lò đấy. Gọi là lò bắt quái. Lò bắt quái không bẩn. Để đu bỏ ra ngoài ấy. Anh cứ khỏi đi. Bẩn em đi rửa cho. Làm mệt không? Đấy. Để em bỏ đi. Bỏ lại nhé. Để chả xúc đây. Ok. Hôm nay gọi là sẽ cho nó chôn con gà này xuống đất. Một cách cực kỳ đặc biệt. Đó. Em chiếc cho. Mày hất ra ngoài kia kìa. Từ từ đào lên nó mới hất. Thế thì em đào đó. Ở đây mày đào đi. À. mày ngồi im mà mày hưởng thụ đi. Không. Để em lao động. Lao động là Quang Vinh. Vinh Quang. À. Quang Vinh đi hát rồi. Là Vinh Quang. Mày khua khua đi nó mày đập chặt đầu tao ấy. Nhưng mà em vẫn chưa hiểu động cơ nấu được cái đấy. Tí nữa thì hiểu. Này, nằm trong này hết rồi này. Ừ, cái trong đấy lại u. U gì? U vã đậu. Trời ơi, bạn ơi. Mày thì chưa có toàn vã đậu ấy. Đầu anh là vã đậu. Này, một cái bằng, bốn cái bằng trong tay rồi nhá. Ừ. Mày tin không? Bằng bốc phét này. Bằng gì? Ôi, điên à? Bằng cấp 1, bằng cấp 2, bằng cấp 3, bằng đại học, bằng thạc sĩ, chưa có. Đây nhé, bằng của anh nhé. Bằng bốc phét. Bằng giáo bằng cấp 1, bằng cấp 2, bằng cấp 3. Bằng đại học thì không tính. Nhưng mà cái bằng này, bằng chạy marathon vì bị ăn đốm. Mày điên à, tao chỉ có một cái bằng là không có thôi. Không có bằng đấy. Là không bằng người ta. Không hiểu à? Là bằng gì? Là không bằng người ta ấy. Chảo lao. Ở đây. Ở đây, báo động đây. Ừ. Đúng, mày hất được một phát này. Mày hất thế này, xúc một phát mày hất thế này nhỉ. Ồ, đơn giản. Hất mạnh mà, xúc nhiều chứ. Xúc ít thôi. Ai, không hất nữa. Ngủ đây, run này. Ôi, đấy mà câu tí nữa câu. Gạt ra nữa. Để nó. Ui, bỏ ra. Để nó tự chui. Tí nữa, này người ta lại bảo không vệ sinh chết. Nhưng mà tí nữa bóc bỏ ra mà. Đây là cái huyệt của anh em. Nhưng mà lót cái này kiểu gì? Đây. Trong này hết rồi. Đưa lót. Đấy im. Rách mất đấy, đừng có để rách. Là nước nó
Tí nữa đổ nước vào là nó trôi mất là. Ơ thế cho nước vào thì tỉnh luộc chắc có khói. Khói gì? Hơi. Anh bảo không lửa không khói. Ờ. Không lửa không khói. Đấy chả có khói à? Khói đâu? Hơi. Hơi chả khói à? Hơi hơi là khói à? Hơi chứ khói gì? Hơi là hơi mà khói là khói. Kéo 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 rơi đất xuống nhá, bẩn lắm. Anh cao xuống cả tràn đất. Sao anh không đi. Hơi 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 bị cái cảm tí đấy. Cố gắng. Rơi đất xuống đấy. Anh mang cái nồi ra nấu phát đi xong. Để nồi nấu đây nè. Nồi nấu các thì ai chẳng nấu được. Đó, đây đây đây. Ngồi xe lên trên, xe lên trên. Mày hết cả bánh kẹo rồi. Làm mức thứ nó để thật là cẩn thận. Nhưng mà thế này làm sao đốt được? Không phải đốt. Ai gọi là đốt ở đây? Thế là làm gì? Làm gì tí nữa không biết. Ba cái mình xỉnh là nhau. Quan trọng là nó đặc biệt đấy. Đặc biệt thì lại rơi hết đất xuống rồi. Mình phải cố gắng làm sao để không bị rơi đất xuống. Tiến à? Thấp luôn. Tí nữa mình bốc đất lên nào, tránh ra. Rồi, đây là kéo, mình đem đi câu cá. Đấy. Vẫn có một chút bị rơi đất này. Thế là thầy con Jun nào khác cho em nhé. Thầy Jun nhớ bảo em đấy. Làm sao để cho nó thành một cái lò cực kỳ cẩn thận. Xong cái này rồi bây giờ phải lót một cái ở bên dưới nữa để cho nó đỡ đất đất này. Quan trọng là phải thật là sạch sẽ. Đấy, thấy chưa? Không có một viên đất nào luôn nhé. Anh kéo sang đây này xem, ai bảo mày là bẩn? Ơ, ba bẩn. Bẩn, bẩn. Sao, mày sang đây. Đó. Đây. Thấy chưa? Sợ. Nó nằm ở trong này hết rồi. Xong bây giờ làm thế nào? Lấy nước sang đây, đổ vào đây. À, chưa, 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 chưa lấy nước vội. Lấy gói tự sôi đây. Đưa đây, bóc gói tự sôi vào đây. Kéo nhá, đi cẩn thận nhá, chân cẩn thận nhá. Bóc gói tự sôi cho vào đây. Xong cho vào đây. Xong đun gói tự sôi. Ai đun? Gói tự sôi nó tự sôi, đưa đây tao bóc cho. Đưa nhiều vào. Đây. Cái gói này nó có cái gì mà nó sôi nhỉ? Đấy, như kiểu vôi á. À thì tí nữa tao với mày sẽ để lại một gói nhá, để tao với mày xem nó ở trong khi chưa có nước nó sẽ là cái gì. Nhiều này sôi ác lắm đấy. Đây là đồ tàu. Chị ai biết được nó có cái tuần tự tàu. Mềm lắm. Còn mấy gói? Còn mấy gói. À, thôi để lại hai gói đi. Hai gói. Cái này là quá đủ rồi. Cái này nó sôi. Cái này nó sôi kinh điển. Tao lấy gà sang đây. Để lại một gói rồi. Lấy cái để lại hai gói cho tao. Gà? Ừ. Mà anh cũng ướt đi à? Rơi đất nhá. Không. Mình hấp mà. Anh tách vào cái này đi. Tách cái gì? Kệ nó. Còn mỏng chân.
Rồi. Ôi. Đấy. Đây sẽ là tao, cháy cháy. Ôi nhưng mà sao anh lại làm thế, mà chín làm sao được? Chín được, mày cứ để im để tao làm cho mà xem. Dồi. Phải hiểu nguyên lý hoạt động mà, hiểu không? Hiểu nguyên lý hoạt động. Dồi. Thế. Xong làm nào nữa? Đấy, im khéo làm rơi, đừng có làm rơi đất xuống đấy được. Nào, cầm cái này. Đấy. Rồi, đặt cái kia lên. Đặt hòn đá lên. Vào luôn. Ừ. Ừ, phải đặt cái gì để cho nó đỡ. Phải lại rơi đất xuống chút to. Anh đi lấy rác đi. À, bên này đặt cái xà biển. Đấy, giờ lại sẽ cho nước á, cho nước dễ mà. Cứ đậy vào xong rồi, tí nó xì một cái xong rồi đấy. Xì cái gì? Hơi bách lại lên đổ nước vào. Không, cho nước trước cho nó sôi cho mọi người nhìn thấy. Nó sôi lại không lại bảo anh em mình. Không, nhưng mà tí nó hết nhiệt luôn. Bảo anh em mình rồi, lừa dối khán giả. Đủ không? Mình là người có nước mà. Cũng nhiều nước cả nó sôi nó không. Mày biết bao nhiêu gói trong đấy không? Đấy, xem nào. Chuẩn bị nó ngập sẽ nước rồi. Từ từ, chuẩn bị nó sẽ bốc hơi lên. Mọi người chờ tí. Chờ tí chuyện gì xảy ra anh ạ? Không, anh tự tin đấy. Chờ tí gì? Chờ đấy, đấy. À! Sôi rồi. Sôi rồi, sôi rồi. Sôi rồi, sôi rồi. Sôi này. Tí nữa. Đây đây đây, cho mọi người xem này. Ơi. Rồi, bốc ơi, bốc hơi, bốc hơi, chín rồi, chín rồi. Bốc hơi. Chưa chưa. Hơi, bốc. Thấy chưa mọi người, bốc hơi chưa? Anh không có, anh không muốn nó chín à? À ừ nhỉ, đây lại, đây lại, đây lại. Tức tức. Đậy lại nhanh lên. Ừ, hơi hơi nóng bốc lên kinh điển đấy. Thấy chưa, sôi chưa á chưa? Nào, đậy lại nhá. Đấy tứ, cho lớp nữa, lớp nữa, lớp nữa. Lớp nữa mà, nhiều lớp à. Nào, kéo sang bên đấy một tí. Thế. Thế. Đây, thêm à. Từ từ bỏ ra. Thêm kéo sang hẳn bên để tí nữa mình đắp đất lên trên nó rơi xuống dưới mất. Không phải đắp đâu. Không, mình đắp đất lên. Đây. Thế này nào. Thế thêm giấy bạc vào. Thêm giấy bạc nhanh nhanh lên. Nhanh, khẩn cấp. Úi, nó bốc hơi này. Bốc hơi, nhanh lên, đậy lại. Đấy. Ôi, đây rồi, ủi nó bỏng lắm. Bỏng lắm. Đây gì đấy? Bỏng lắm mẹ ạ. Nóng cực luôn. Cực kỳ nóng. Úi, ấm luôn nhé. Bỏng này, bốc hơi này. Cực kỳ nóng. Đậy lại. Đấy. Đây này. Cái này. Thấy chưa? Đậy những cái lỗ này nữa này. Mà phải kê, phải lấy khác cái này lại. Đây nó vẫn ra hơi này. Anh cần gì phủ cái nơi ấy nhỉ? Vẫn thoát hơi này. Anh đậy kín là mét rồi, không cần đậy ở đây. Đậy thất. Bẩn. Không bẩn đâu. Chỉ cần đậy ở mét thôi. Từ từ, đi. Nó vẫn thoát hơi ra ngoài. Nghe chơi chục chục luôn nhé. Ừ. Nó vẫn thoát hơi ra ngoài. Chính đậy ở mép thôi. Ở đây anh càng làm chung nó càng càng cong queo. Càng cong queo. Nó có lợn rốt. Cong queo cũng được, miễn là nó chín. Nó cong queo nó bẩn. Không bẩn đâu. Kia ra anh đậy ở mép chứ không đậy ở ngoài. Ở giữa. Thì xung quanh viền thôi. Ấy, nó lại thắt hơi đằng này rồi. Xun này, bỏng ấy. Mày thoát hơi à mày? À mà tí nữa lấy ra thì đất nó lại rơi xuống dưới nhỉ? Thế em bảo để ở viền thôi. Không nghe. Chốt. Thôi chót này. Tí nữa mình làm khéo là được. Đừng, chỉ để ở viền thôi. Không, viền nó đầy nó hơi nó này. Kệ nó, anh để những cái viền này thôi. Để cho nó tẹt xuống thôi.
chín. 100% là chín. Nó bóng lửu ra anh chờ mà xem. Bóng lửu luôn. Đấy nó bốc hơi rồi. Bây giờ thì nó chọc phát đời không thôi. Phi lên. Đây hơi nó vẫn ra. Anh căn phút đi, bao nhiêu phút? Chẳng biết cho nó 1 tiếng, à cho nó 30 phút. Ôi quên không khứa khứa con gà là nó dễ. Ok. Đấy, bây giờ vấn đề chỉ là thời gian thôi mọi người. Anh phải kín những cái này đi, đây là vẫn bốc hơi này. Hôm nay anh em mình sẽ bóc cái gói này khô ra thử xem là nó có cái gì ở trong nhá. Cái gì đựng nhỉ? Lấy bình nước ra đây. Đấy các bạn ơi. Cho vào đĩa này. Lấy bình nước ra đây. Kia kìa. Đây là cái gói tự sôi này. Đừng lấy nhỉ, cho vào đây này. Mình cho vào đĩa. Tí nữa đĩa rửa đi đựng gà. Này. Khá là dai. Cái này khá là dai nhá. Hôm trước mình nghĩ nó là vôi đấy, kiểu khử trùng đi đấy. Cái dao một cắt. Cái gì dao, răng sắc không dao. Không biết trong có gì nhỉ. Vôi. Nhưng mà xi vôi, măng. Vôi sao lại màu xám. Vôi tôi đổ nước vào đây sao. Cái nó sủi kiểu gì. Đổ ít màu thôi. Bóp đi, mạnh tay vào. Thêm nước đi. Sủi này, sủi đấy. Sủi lâm tâm đấy. Thêm nước đi, thêm nước sao? Thôi. Mùi. Ơi, ơi sôi này. Sủi lâm tâm này. Mùi nó như. Ơi, nổ ra này. Ui, nổ này. Ui, sủi luôn này. Ui. 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 Đây đích. Đây cái bột đấy. Đây đích thực thịt là thử. Đích gì? À đích thực là vôi. Đích thực là vôi mọi người ạ. Thế thì mai anh em mình làm clip dùng vôi nấu được. Không, vôi thì nó lại hôm anh em mình nấu vôi rồi mình biết nó mùi. Nhưng mà cái gói này nó lại không mùi. Chắc là do nó cái khử mùi. Chắc là do cái này này. Cái túi. Cái túi của anh nó. Anh đổ thêm bột vào. Thôi. Ơi, đổ thế nhé. Để biết nó là cái gì rồi. Vôi dạ. mùi. Rất là mùi vôi nhá. À không, không mùi lắm như kiểu nó khử mùi rồi ấy. Đúng vôi thật. Xa. Chết nhỉ. Sủi lục lục luôn nhỉ. Rồi hôm nọ anh em mình nướng thỏ bằng vôi đấy, mọi người biết. Nó sủi đúng như này luôn. Dạ. Ôi, thôi em đi sang em câu cá đây. Thôi, cứ bỏ cái này đi. Trông nó sủi kìa. Ái trời. Bây giờ anh em mình sẽ kiểm tra bất nóng nhá. Ừ. Nó sẽ chọc một lỗ ra xem có hơi. Vẫn còn bỏng lắm. Bỏng à? Đây em chọc cho. Chọc một lỗ sao? Đứng. Hết rồi rồi. Vẫn nóng nhưng mà vẫn nóng cực nhá. Đây nhá, im nhá, bỏ hết đá đi. Đây nhỉ. Từ, im, để ta lật cái đất này vào đây đã. Ui, thấy chưa, cái hơi nóng của nó này. Toát mồ hôi này. Toát mồ hôi luôn. Toát mồ hôi luôn. Ui, cái này nó toát mồ hôi anh ạ. Đấy, im nhá. Đặt cái này vào đây, cẩn thận không cái đất nó rơi xuống đấy. Anh đang làm quá trình làm rơi xuống này. Nó sang bên kia luôn, thật dẻo quá. Đấy, còn cái đất này này. Anh ơi. Nào. Không. Nào, tránh. Ôi. Sao yêu thế, không biết chín không. Nào, ui, thơm như kiểu gà hầm ấy nhỉ. Ừ. Nào, bỏ ra đi. Không biết chín không nhỉ. Thì phải cho lên thì mới biết được chứ. Em cầm nào. Vẫn còn hơi nóng mà. Chín không? Chín đấy ạ. Chín. Cho ra đây. Đây. Xô. Cho mọi người xem. Này. Anh ơi nhìn ở trong này toát hết rồi này. Mày thử lấy cái con dao khứa khứa xem nào. Chín. Cứ mày tay sạch mày đấy ra. Không tí nữa mọi người lại bảo mình thay bằng con gà khác. Rồi chín. Không chơi. Đấy được. Không thể chơi lừa dối khán giả. Chín. Chín. Vừa ngon luôn. Ôi chín đẹp mọi người. Vừa ngon luôn. Đây. Vừa ngon luôn nước trắng nha. Đi. Đi. Chén. Đây này. Đây, à, đây. Ai xa. Bây giờ đến tiết mục thưởng thức mọi người. Đây, chín hết nhá. Thử xem cái đùi chín nữa. Ui. Chín. Khựa làm gì? Ui trời ơi. Ui vừa tìm. Kéo chín tới, ngon tìm. Luôn. Ui mời tất cả các bạn ăn miếng tim nha. Đẹp luôn. Máy bảo là ủ lâu. Em ơi. Đây. Ôi. Đưa từ, anh ơi. Đấy. Lấy ra một trong này. Đây, dao đây này. Anh làm mời trước. Mời mọi người nhá.
Giỏi lắm. Gà đẻ. Nhà mình bây giờ thịt gà đẻ tuyệt vời. Quên. Ta lại quên một cái thứ rất quan trọng. Là cái gì? Bia. Quên nước ngọt. Trông thế mà không bị mùi cái mặc giảm mặc cục mỡ. Trông thế mà không bị mùi cái gói cái đâu nhá. Ngon kinh khủng. Làm ra nữa. Nó ngọt kiểu hấp mà. Nghe cho ít lá chanh mà là tuyệt vời. Đã. Đây em làm đúng rồi nè. Anh cắt thêm cắt. Dạ. Anh đủ cắt cái đùi cũng cắt rồi. Nha. Nha, xong cái nuôi rồi. Ờ. Làm hẳn mảng lên này. Khấu đâu nhỉ? Phải cái xương nó. Kém nhỉ? Cái này cũng thật hơi xé kém mắt, hơi mở cái sao. Nó chỉ thì xẻo hết cả đùi người ta. Này. Đấy. Ui trời ơi. Ui trời ơi. Với tất cả các bạn nha. Mình ăn thử. Cánh này cũng ngon này. Cái da nó là ngon nhất. Vừa chín tới vẫn còn hơi đỏ đỏ hồng hồng. Nhưng mà chín rồi mọi người. Ngọt lắm. Gà được giòn nhỉ? Thử ăn gà với lá sung xem nó thế nào. Ăn này, cái nổ nhiều này ăn ngon dốt. Nó sâu ấy. Sâu kệ nó chứ. Trong cái cục cục của lá sung này nó có con sâu nhỉ nhỉ. Nhưng mà phải có cái cục đấy ăn mới ngon.